Chào mọi người, hôm nay mình và chồng mình cùng đến Lục Hỷ, tiệm vàng của anh Thảo Gà ở Sài Gòn để chồng mình nhận món quà đặc biệt của Lục Hỷ. Về công việc học viên ở ngoài Bắc đã giao cho những trợ lý giỏi, còn bây giờ thì mình và mọi người cùng vào xem món quà này nha. Hello. Hello Soul. Lâu quá. Lâu thì có tháng trời. Trước bạn ở trong miền Bắc ra, Thảo thì mới từ miền Bắc ra mọi người ạ. Lam Thảo Gà. Ô nước gì mà có gà đây không? Thì biết Tấn vào á, Thảo để chuẩn bị một cái loại nước mà đang gây tranh cãi trên mạng này, rót thêm vào nha. Chứ cái này là mới rót cho Tấn luôn, mới khui cái rụt luôn đó. Mời Trinh nha. Đây nước gì mà có gà đây? Nước này của chú Thái Công. Nước khóng gọi là gì ta? Nước khóng gì mà gọi là trong cái khách sạn 5 sao đồ, người ta nấu hay. Nước lọc có gà à? Nói chung quay bên Lục Hy còn một mình này sử dụng nước này. Rồi, thì cảm ơn Tấn đã rất là đúng hẹn để đến Lục Hy. Sau một tiếng. Ôi một tiếng là có vào trong này là có ý mình là mình rất là vui này. Rất là biết ơn luôn. Vào trong này mà chưa quen mọi người, chưa quen đất trong này. Tôi đang bị bệnh xoang thì vào đây là sẽ khỏi luôn. Đấy, sư phụ mà thế. Thì tôi cũng cảm thấy thế, thời tiết ngoài kia nó ẩm thấp. Trong này thì nó sẽ khô thoáng hơn. Tôi chỉ nghĩ là mới Hà Nội mới có đặc sản tắc đường không. Nhưng mà Sài Gòn cũng có. Thế thì giờ thằng xin chơi nhân viên mang cái mà tham và tính trao đổi lên ha. Ok. Cho lên cái đặc biệt mà anh dạy lên. Cái này là phải bí mật với lúc mà đặt lên trên bàn này luôn. Đấy, mình chia sẻ đấy. Đây là một lý do còn rất là quan trọng để khiến mình có mặt tại Sài Gòn ngày hôm nay. Thế mình cũng nhiều việc như đây cũng là một trong những việc quan trọng. Cứ lo là Tấn nhiều việc quá rồi lại quên lịch hẹn với mình luôn. Nhưng mà rất là vui vì Tấn để ngoài đây. Thì nhiều người cũng biết câu chuyện là Thảo ngày trước là học viên của mình. Thì Thảo cũng ở Bình Định và Bình Định cũng có một anh nữa. Thì có nhiều người ta có sẵn cái tư duy, người ta có sẵn mọi thứ rồi và người ta đến tham gia học viên của mình với cái tâm thái là để giao lưu, để kết bạn, để học hỏi và để tăng mối quan hệ, chứ người ta không học những thứ mình đang dạy. Thì nhiều người như thế là rất là vào việc nhá. Thì gặp tôi luôn mà. Thì vào việc được luôn. Đấy là cách gặp mà nó dễ và nhanh nhất. Đúng không? Ngày trước là mình đăng ký ngày trước đó mọi người là mình đăng ký khóa học của Tấn mà còn ở bên Từ Sơn mà gọi là bên khu VIP á. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà thật sự nói thiệt sự là mình đăng ký khóa học là chương chính nhất. Nhưng mà mình rất là thái thức với bạn rồi và mình muốn gọi là kết nối giao lưu cũng như là học tập cái kiểu trực tiếp của mọi người để coi chữ một thành viên mà gọi là ở trên mình thái quen một cái màn hình điện thoại thôi thì khi gặp mọi người sẽ như thế nào. Đấy, thì học phí cho cái đợt đó là nó cũng rất là xứng đáng cho mọi người. Thì hôm nay mình có được cái gọi là như ta một cái tiệm như thế này thì mấy năm chờ nhỉ, mấy năm chờ, 3-4 năm rồi, 3-4 năm chờ. Có một phần nhỏ cái gọi là sự tác động từ Tấn mọi người rồi, đó là lý do tại sao là mình mời Tấn ngày hôm nay vào là để mọi lần như ta. Đây là mình cứ kìm mãi nha bạn, kìm cái xúc động mãi nha. Đây là mình đang kìm để nghe Thảo nói lốt. Như vừa nhìn cái vòng vừa kìm. Rồi thì đây có đặc biệt là một cái vòng chữ T cho Tốt. T cũng là ông là cũng Thảo mà đúng không? Nhưng mà đây là nó phải là ý nghĩa cho Tốt chứ không phải là cho Thảo. À cho mang diễn chân. Thôi về đeo thử luôn nhỉ. À đeo chồng tôi. Thảo ngay cả. Ở ngoài luôn ạ, ở ngoài luôn. Đó. Như kiểu trang vương miện. Rồi, ok, lấy ăn cái gương, lấy ăn cái gương. Mình thì làm mệnh kim. Kim thì hợp với cả kim, hợp toàn với vàng trắng và kim cương. Nói chung là mình đặc biệt mình làm cái này cho Tốt mọi người. Bởi vì là thực sự da nó tức rất là thích hợp. Thứ nhất là hợp với phong thủy, thứ hai là Tốt mang cái này cực kỳ đẹp và cực kỳ sáng, cực giáp đảm bảo luôn. Đấy, giờ có bà xã ở đây luôn thì Tấn sẽ hỏi bà xã chứ không sợ với công kêu là sẽ không có Thảo làm đen Thảo này kia. Thôi thật, cả quà tặng thì nó là vô giá mọi người ạ. Cái gì nó cũng là vô giá mà. Còn đẹp hay xấu để cộng đồng mạng phán xét. Cho phán xét, cho thêm bình luận. Đặc biệt mọi người ạ, rất đặc biệt. Đúng là không hổ danh là Lam Thảo Gà. Thảo là một người sống ở trong khu vực
phía miền miền Nam, nhưng mà rất có nhiều phong cách của miền Bắc, nét đặc trưng của miền Bắc. Miền Bắc, ông ra miền Bắc thì cách chơi miền Bắc của đội nhà tôi thế nào? Nói chung là ấn tượng nhất đó, thêm một lần đó là một lần là thì anh khi mà vừa mới ra đại thì đứng gọi là gì ta bánh thanh cho một chiếc điện thoại luôn. Lúc đó là có mình là ngay ngồi ngay tại vị trí luôn, bị bất ngờ với cái cách mà mọi người xung quanh tấn đang chơi nhau, nên là tưởng là ông Thảo còn tưởng là ô miền Bắc ai khỏi miền Bắc là hóa ra là người dân miền Bắc chơi như vậy. Xong đó là làm trên thấu ra Bắc mà ra một khu xe, một khu từ sân luôn á, trong cái gặp ngay cái đợt đó luôn, cái sự đó mà ấn tượng nhất là nhưng mà độ dài thế này là nó vừa đủ với được rồi. Còn bây giờ càng dài quá nó sẽ một chút nữa bắt luôn. Tôi thấy được không? À, quà tặng thế là nó vô giá thì đối với mình là mình xúc động rồi còn gì nữa, tại vì độc ngồi đây thôi mà được đeo vòng luôn, còn xấu đẹp phải để cộng đồng mạng phán xét. Thì phải quay mà tính giờ tính sẽ quay gần gần lại đầu tí nữa mình chụp kiểu ảnh, tí nữa mình chụp kiểu ảnh các thứ đăng trên Facebook nữa, người ta sẽ tự nhìn tự đánh giá được. Không phải là tại vì mình tự khen nhưng rất là đẹp, rất là phù hợp với tính luôn ấy, độ dài vừa đủ, kiêm này là kiêm của bánh lắm mọi người. Thôi mình chào mọi người nhá. Mình clip hơi dài rồi anh em ạ. Bye bye mọi người. Chúc mọi người là vui vẻ, là có hạnh phúc. Cảm ơn Tính đã kiếm được cái ngày hôm nay nha. Ok. Cảm ơn.